Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung trang số 74. Bài số 1 tính 7 ta cộng cho 2 là bằng 9. 6 ta cộng cho 9 là bằng 15. Viết 5 lên nhớ 1. 5 cộng 1 là 6, 6 cộng 1 nhớ nữa là bằng 7. 8 là cộng 2 bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 5 cộng 1, 6, 6 1 nhớ nữa là bằng 7. 1 hạ xuống. 7 là cộng 4 là bằng 11, viết 1 ta nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3. 1 ta hạ xuống. 2 ta trừ cho 6 không được, ta lấy 12 ta trừ 6. Ta còn 6 ta trả 1. 8 cộng 1 bằng 9, 9 trừ 9 là bằng 0. 7 trừ 3 bằng 4. 8 trừ cho 7 là còn 1. 2 nhỏ hơn 3, ta lấy 12 trừ 3 là còn lại 9. 9 là trả 1. 6 ta trừ cho 1 còn 5. 7 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 17 là trừ cho 9 là còn 8. 8 ta trả 1. 4 trừ 1 là còn 3. 2 ta hạ xuống. 2 đặt tính được tính 126 ta cộng cho 268. 6 ta cộng 8 là bằng 14, viết 4 ta nhớ 1. 2 cộng 6 8, 8 1 bằng 9. 3 rồi bài này 126 ta cộng cho 268. Sáu cộng tám là bằng 14. Viết 4 là như 1. 2, 6, 8, 1 là 9 bằng 3. 825. 5 ta trừ cho 8 được, ta lấy 15 ta trừ 8 còn 7. 7 trả 1. 1 4 600. Này đã làm rồi mình làm lại dư cái nữa. Tào lao quá. 687 91 8 89 bằng 17, viết 7 thay như 1. 7 536 trừ 6 16. 6 trừ 6 bằng 0. 13 là trừ cho 6 bằng 7. Trả 1. 4. 186 cộng cho 5. 6 5 11, viết 1 thay như 1. 9 1. Rồi còn một cái nữa chúng ta làm trên này ha. 224 ta cộng cho, ta trừ cho 8. 14 mà ta trừ cho 8 còn 6. 6 trả 1. 1 2. Chúng ta qua bài số 3. Tính nhẩm. Tính nhẩm chứ không phải là đặt phép tính tính ha. 0 ta cộng 0 là bằng 0. 3 ta cộng cho 2 là bằng 5. 2 ta ghi lại. 0 ta cộng với 0 là bằng 0. 5 ta cộng với 5 bằng 10, với 0 ta nhớ 1. 1 ta cộng với 3 bằng 4. 4 cộng 1 nhớ nữa là bằng 5. 5 ta cộng 5 là bằng 10, với 0 ta nhớ 1.
4 cộng 1 là bằng 5. 450 trừ, như vậy là 50 ta trừ 50 là bằng 0, 0. 6 trừ 1 còn 5, 500. 35 ta trừ 35 là coi như là hết, như vậy còn lại là bằng là 800. 200 ta trừ cho 50 thì vậy bằng 150. Bài B, trò chơi ai nhanh ai đúng. Mỗi bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. Ai có số tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc. Rồi bạn này thì sao đây? Mình có tổng là 237 cộng 125. Còn bạn này là tôi có tổng là 248 cộng 132. Như vậy cái trò chơi này có nghĩa là mỗi bạn cho một hai số cộng lại nhưng mà phải nhỏ hơn 500. Nhưng mà ai có cái tổng mà nó càng lớn thì càng thắng cục, là thắng cục. Nhưng mà lớn nhưng mà không được vượt quá 500, được không? Thì chúng ta sẽ thắng. Ví dụ như chúng ta sẽ cộng là được là 499 hoặc là nhỏ hơn. Ví dụ như một bạn là được cộng lại là được là 482 đi. Một bạn cộng lại được 190 13 đi. Như vậy bạn này sẽ thắng cục. Đó. Bạn này sẽ lớn hơn số hơn bạn này. Đó. Như vậy chúng ta sẽ cho hai con số bất kỳ. Hai số bất kỳ thì ít nhất là cái hàng trăm này nó phải là khoảng cửa là 2. Nếu như phía sau mà nó nhỏ thì hai phía trước là con 22. Còn nếu phía sau mà nó lớn á thì phía trước là một con 2 và phía này là một con 1. Ví dụ như thầy cho là con 4 đi. 3 0. Chúng ta sẽ cộng với lại là người ta yêu cầu là số có 3 chữ số. 3 chữ số như vậy thì chỗ này chúng ta vượt quá. Nếu cho 1 nó nên vượt quá. Thì chỗ này là chuyển là con số 3. Và thế này thầy có là 1 2 không. 1 2 0 thì cộng lại là được là bao nhiêu đây? 0 5 450. 450. Rồi ví dụ như cho một số khác nữa, ví dụ như 250 ta cộng với lại là 240. Nè, vậy là bằng bao nhiêu đây? 0 9 490. Như vậy bạn này sẽ thắng cục bạn này tới 490, bạn này có 450. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo, bài số 4. 280 ta cộng với lại là 300, giờ là bài nào lớn hơn? Bài này chúng ta thay xem nè, chúng ta nhận xét cũng được. Đây là 280, bài này cũng có 280, mà bài này cộng tới 300 mà bài này cộng có 30, như vậy cái tổng bài này sẽ lớn hơn, chắc chắn nó sẽ lớn hơn. Rồi cái này chúng ta cũng có thể nhận xét. Chúng ta thấy là 460 ta trừ cho 400, bên này là 460 ta trừ cho 400. Như vậy là cái số trừ mà nó giống nhau mà số bị trừ càng lớn thì cái hiệu đó nó sẽ lớn hơn. Hiệu nó sẽ lớn hơn. Còn không thì chúng ta sẽ trừ nha. Còn không thì chúng ta sẽ trừ. Và cái này chúng ta sẽ trừ ra là chúng ta sẽ còn lại là 60. Còn này chúng ta sẽ trừ ra là 6 ta trừ cho 4 là còn là 240. Rồi, 240 sẽ lớn hơn này. Rồi cái này không thì chúng ta sẽ cộng lại cũng được nữa. Cộng lại nên là bằng là 580. Cái này cộng lại là được là 38311. 310. Rồi bài này thì chúng ta cũng nhận xét được này, 750 này, bài này có 750 này. Đây cộng 40 nữa, đây cộng 40 này. Như vậy là cái này có tính chất gọi là giao hoán. Hoán đổi vị trí nó thì cái tổng nó cũng vẫn bằng nhau. Bài này thì sao đây? 900 ta trừ cho 80. Như vậy là 0
10 cộng 2 21 820. Còn bài này trừ nhau 0 được 0 0 16 cộng 8 801. Đấy, 880. 880. Như vậy thì bên này sẽ lớn hơn. Cái này chúng ta cũng có thể nhận xét được này, nhận xét giống như trên. Như vậy cái số trừ là 80 80 giống nhau mà số bị trừ bên này nhỏ hơn số bị trừ bên này. Bên này tới 960. Như vậy là cái hiệu bên này nó sẽ lớn hơn cái hiệu bên này. Còn không thì chúng ta sẽ tính ra. Bài số 5, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài 288 km. Quãng đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Hỏi quãng đường nào dài hơn và dài hơn là bao nhiêu km? Như vậy là từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Bạc Liêu là 288, mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long là có 134. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là thành phố Hồ Chí Minh này đi tới đây là Vĩnh Long này. Vĩnh Long rồi mới tới là Bạc Liêu này. Nè. Bạc Liêu. Như vậy từ thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Long mà tới 100 có 134, mà từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bạc Liêu thì nó tới 288. Như vậy chúng ta sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bạc Liêu nó sẽ xa hơn là Vĩnh Long. Nè. Đi qua Vĩnh Long luôn mà. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bạc Liêu xa hơn. Như vậy là quãng đường thành phố Hồ Chí Minh, thầy viết tắt ha, đi Bạc Liêu xa hơn. Và xa hơn là bao nhiêu km thì chúng ta sẽ trừ ra. Ta lấy là 288 là trừ cho 130, 14, 4, 8 trừ cho 3 bằng 5, 154 km. Đáp số 154 km. Bài số 6, mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo con đường như sơ đồ dưới đây. Nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả là bao nhiêu km? Đây là có quãng cái sơ đồ đây. Như vậy chúng ta sẽ đi tính một vòng là bao nhiêu. Được. 1 km. Đây, 700 m với lại 300 m là bằng 1 km cộng hai đoạn này lại, như là 1 km nữa là 2 km. 2 km với ta đã cộng đây là 2 km nữa là 4 km. À. Như vậy chúng ta sẽ đi tính là số km một vòng là số km một vòng là bảy trăm mấy ta cộng với 300 mấy như là 1000 mấy, đúng không? Nghìn mấy chúng ta đổi ra được là 1 km, nghĩ không? Hai này cộng lại 1 km ta cộng 1 km này nữa là 2 ta cộng 2 nữa là bằng 4. Như vậy là 1 km này ta cộng với lại là 1 km dài ha, này ha. Như vậy chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái phép tính nữa là 700 mét ta cộng với lại là 300 mét là bằng 1000 mét là bằng 1 km. À, 1 km. Rồi ta cộng với là 2 km nữa. Như là bằng 4 km. Rồi, nếu chạy 2 vòng thì chạy được là bao nhiêu km? Số km 2 vòng có là
4 ta nhân cho 2 là bằng 8 km. Đáp số 8 km. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.